Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Hơn 83% tổng chiều dài mặt bằng cao tốc Bắc Nam đã được các địa phương bàn giao. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng 0,01% so với tháng trước. Khởi tố vụ án hình sự xây dựng trái phép khu dân cư Tân Thịnh. Chelsea bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm huấn luyện viên trưởng. Thưa quý vị, thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tính đến nay, tổng chiều dài mặt bằng đã được các địa phương bàn giao khoảng 600 km, đạt hơn 83%. Theo đó, các địa phương có tỷ lệ bàn giao mặt bằng tương đối cao, gồm Hà Tĩnh đạt 98%, Hậu Giang đạt trên 92%, Cà Mau đạt 90%, riêng tỉnh Sóc Trăng, với sự đồng thuận của đại đa số người dân, tỉnh phấn đấu bàn giao mặt bằng trên 70% trước ngày khởi công dự án. Theo tôi, áp giá của nhà nước đối với giá đất của tôi là được khoảng, nếu mà mình bán đi đất này để mua đất lại, gấp đôi. Cũng còn một số hộ thắc mắc về giá, vấn đề này thì với trách nhiệm của địa phương thì chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền, giải thích. Tuy nhiên, chiều dài mặt bằng nhà thầu có thể tổ chức triển khai vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 có tổng chiều dài hơn 721 km. Theo yêu cầu của chính phủ, 12 địa phương có dự án đi qua phải hoàn thành công tác bàn giao giải phóng mặt bằng trong quý 2 năm 2023. Các địa phương đang khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng, triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng tiến độ. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo quy định. Theo cơ quan này, đây là yêu cầu khẩn trương và phải trình bộ trước ngày 7 tháng 6 năm 2023. Năm 2023, trước tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản về giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải gửi Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đánh giá tình hình thực hiện mức độ bù đắp chi phí của các mức giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành. Đồng thời chỉ đạo cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị kinh doanh hoặc đơn vị kinh doanh xây dựng phương án giá trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định. Thành phố Hồ Chí Minh luôn ấm áp tình người với nhiều hoạt động thiện nguyện. Hai bếp ăn của chùa Tường Nguyên tại quận 4 và Nhà Bè là những địa chỉ đáng quan tâm. Định kỳ mỗi tuần, các Phật tử và sinh viên chung sức gửi tặng hơn 5.000 suất cơm chay không đồng cho bệnh nhân và người nhà tại nhiều bệnh viện. Từ tờ mờ sáng, rất nhiều Phật tử và các bạn trẻ đã có mặt. Chỉ hoạt động vào Chủ nhật, hai bếp ăn từ thiện đã mang lại các phần cơm miễn phí cho các bệnh nhân, người lang thang tại các bệnh viện Trưng Vương, Ung Bướu, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2. Theo ban quản lý, nguồn kinh phí chính duy trì bếp ăn là từ các mạnh thường quân và Phật tử chung tay đóng góp. Ở xong cũng đến nay là được 10 năm rồi. Là mình có trong bệnh viện, có trong hoàn cảnh đó mình mới biết được cái nỗi khổ của người vào bệnh viện. Là cô đã biết, mình đã biết là cô sẽ làm thực hiện luôn. Mà mình trao những cái phần cơm cho những nhân ở bệnh viện thì mình cảm thấy nó rất là thiết thực và ý nghĩa, giống như là cái đó là một phần san sẻ giúp đỡ cho những người mà khó khăn. Bếp ăn không đồng không chỉ là nơi mọi người chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi để các bạn trẻ trải nghiệm sâu sắc về sự sẻ chia. Ngày 29 tháng 5, Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 năm 2023 tăng 0,01% so với tháng trước. Nguyên nhân được cho là giá lương thực thực phẩm tăng, giá điện nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài, làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng. So với tháng trước, CPI tháng 5 2023, khu vực thành thị tăng 0,02%, khu vực nông thôn không biến động. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước và 3 nhóm hàng giảm giá. Tổng cục Thống kê cũng nhận định chỉ số giá tiêu dùng các tháng từ đầu năm cho đến nay so với cùng kỳ năm trước có xu hướng giảm dần. Các hãng hàng không đã lên kế hoạch tăng năng suất gần 500 chuyến mỗi ngày để phục vụ người dân cũng như là du khách trong dịp hè. Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8, hãng hàng không Vietnam Airlines Group cho biết sẽ cung ứng hơn 7,3 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế. Trong giai đoạn cao điểm nhất, các hãng sẽ khai thác gần 500 chuyến bay mỗi ngày, tăng sắp xỉ 30% so với thường lệ. Các đường bay nội địa nhộn nhịp nhất là các tuyến kết nối những điểm du lịch nổi tiếng
như giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, Côn Đảo, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt và Phú Quốc. Trên bệnh viện quốc tế là Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Tập đoàn hàng không cũng ghi nhận lượng khách đặt chỗ đang tăng khá nhanh. Nhiều chuyến bay dịp cao điểm hè đã có tỷ lệ lấp đầy hơn một nửa số ghế. Các hãng triển khai chính sách giảm giá vé linh hoạt với nhiều mức giá từ tiết kiệm đến linh hoạt, phù hợp với khả năng chi tiêu và nhu cầu dịch vụ đa dạng của khách hàng. Hành khách nên sử dụng các hình thức tự làm thủ tục trước chuyến bay để tiết kiệm thời gian. Tiếp theo trong chương trình, xử phạt tài xế điều khiển xe container đi lùi trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy xét điều tra làm rõ vụ nổ súng tại khu dân cư huyện Bình Chánh. Mở đầu phần thông tin an ninh trật tự là việc xử lý những sai phạm liên quan đến dự án khu dân cư Tân Thịnh tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ngày 29 tháng 5, Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, dự án khu dân cư Tân Thịnh có diện tích hơn 18 hectare, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất cho thuê đất. Việc chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng cũng chưa được cấp phép để thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Tuy nhiên, công ty cổ phần LDG, chủ đầu tư đã tổ chức thi công công trình từ năm 2018 đến năm 2020. Dự án bao gồm 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liền kề đã thi công xong và 192 căn nhà liền kề đang thi công dang dở. Ngoài ra, việc thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải, công viên cây xanh cũng đã hoàn tất. Kết luận thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng chỉ rõ trách nhiệm của 13 tổ chức và hơn 20 nhân viên liên quan đến sai phạm tại dự án và kiến nghị hình thức xử lý. Vừa qua, trên mạng xã hội đăng tải đoạn ghi âm, ghi lại nội dung được cho là của một phó chủ tịch huyện đang mặc cả phần trăm lại quả công trình với một nhà thầu. Chiều ngày 29 tháng 5, tỉnh Cà Mau đã tổ chức buổi họp báo thông tin bước đầu về kết quả rà soát xác minh vụ việc. Tại họp báo, ông Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân, phủ nhận mình là người trong đoạn ghi âm lan truyền trên mạng xã hội. Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triệu tập cuộc họp để nghe các bên liên quan trình bày, đồng thời đã chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra, xác minh nội dung trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội trong những ngày qua. Thì các nhà thầu đều cho rằng mình không có biết gì, không có liên quan và không biết gì tới clip đó. Đấy, đồng chí có qua làm việc thì đồng chí có... Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Phú Tân có cung cấp một số thông tin như thế và tinh thần là đồng chí phủ nhận việc đấy. Trước đó, ngày 27 tháng 5, một tài khoản mạng xã hội Facebook đã đăng tải đoạn ghi âm, ghi lại nội dung cuộc nói chuyện qua điện thoại. Trong đó, một người đàn ông tên Sơn yêu cầu đại diện đơn vị thi công phải để lại 30%, song hai bên không đi đến thống nhất. Sau nhiều giờ truy xét ngày 29 tháng 5, trạm Hàm Tân thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã tìm được chiếc xe container lùi xe trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 5, từ trích xuất camera tại nút giao dẫn lên cao tốc Long Thành Dầu Dây, lực lượng chức năng đã phát hiện phương tiện vi phạm lùi xe giữa lúc rất nhiều phương tiện đang lưu thông trên cao tốc với tốc độ cao. Rất nhiều phương tiện đã kịp thời phát hiện giảm tốc, chuyển làn để tránh xảy ra tai nạn. Sau khi phát hiện sự việc, Cục Cảnh sát Giao thông đã đề nghị Công an các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Thuận tổ chức lực lượng truy tìm chiếc xe container này. Đến 10 giờ sáng thứ Hai, Cảnh sát Giao thông mới phát hiện container đang đậu trong một bãi xe ở huyện Hàm Thuận Nam. Được biết, tài xế liều lĩnh tên Nguyễn Ngọc Trường, 29 tuổi, ngụ Bình Định. Với lỗi vi phạm này, anh sẽ bị xử phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng. Tại Bình Phước, chiều qua, một chiếc xe cấp cứu va chạm trực tiếp với xe máy lưu thông theo chiều ngược lại, làm một người tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 45 phút, chiếc xe cấp cứu mang biển số Gia Lai, lộ trình tỉnh Đắk Nông đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa phận xã Đồng Tiến thì phương tiện bất ngờ va chạm trực diện với xe máy do một người đàn ông tên Thắng điều khiển. Cú tông mạnh khiến ông Thắng và xe máy bị văng ngược trở lại nhiều mét, nạn nhân tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Hôm qua, Cảnh sát Biển 3 đã dẫn giải con tàu chở khoảng 150.000 lít dầu đeo không rõ nguồn gốc về Vũng Tàu. Con tàu bị phát hiện vào rạng sáng 26 tháng 5 tại khu vực biển cách Tây Nam Bãi Quế Đường, một rạng san hô ở phía nam Biển Đông, khoảng 20 hải lý.
Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu BT-99900TS có 5 thuyền viên do ông Võ Văn Tiến, sinh năm 1970, thường trú tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, làm thuyền trưởng. Theo lời khai của ông Tiến, số lượng dầu trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp hàng hóa. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Một đường dây đánh bạc gồm cá độ bóng đá, đá gà mạng, số đề với quy mô hàng trăm tỷ đồng vừa bị phanh phui tại Hậu Giang. Hôm qua, lệnh giữ người và lệnh khám xét khẩn cấp đã được thực thi với 9 đối tượng liên quan. Kết quả từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang và Cục Nghiệp vụ Bộ Công an. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng móc nối với các đối tượng ở tỉnh khác tổ chức đường dây đánh bạc. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã đánh bạc qua các trang cá cược bóng đá như Sportbet, IBET 888, trang đá gà mạng SV88. Ngoài ra, họ còn tổ chức mua bán lô đề của các đài miền Nam, miền Bắc. Số tiền đánh bạc bước đầu thống kê là khoảng 560 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ gần 200 triệu đồng tiền mặt, đồ trang sức, phương tiện di chuyển, điện thoại di động, laptop, nhiều thẻ ATM và sổ sách ghi tiền cược. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 29 tháng 5, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang truy xét điều tra làm rõ vụ nổ súng tại khu dân cư trên địa bàn xã Phạm Văn Hai. Sự việc xảy ra vào khuya ngày 19 tháng 4 khi hàng chục người chở nhau trên xe máy cầm theo hung khí chạy vào khu vực dân cư trên. Tiếp đó, nhiều tiếng nổ lớn nghi là tiếng súng vang lên tại khu dân cư, sợ đạn lạc, mọi người trốn vào nhà. Khi nhóm người rời đi, người dân mới dám mở cửa ra ngoài và báo công an địa phương. Công an huyện Bình Chánh sau đó có mặt phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 10 vỏ kim loại nghi vỏ đạn. Theo người dân, sau vụ việc nổ súng không lâu, nhóm này đã quay lại con hẻm trên đe dọa, thách thức người dân trong hẻm. Qua điều tra, hiện lực lượng chức năng đã xác định được một số người liên quan và đang tập trung truy xét điều tra làm rõ. Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng là do mâu thuẫn trong vấn đề mua bán đất. Tiếp theo trong chương trình, các nhà máy khử muối tại Tây Ban Nha huy động hết công suất để lọc nước biển, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt. Đến thăm trại ngựa giống Lipica của Slovenia, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trở lại chương trình, thưa quý vị, tại Nepal đã và đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm con người lần đầu tiên chinh phục đỉnh Everest vào ngày 29 tháng 5 năm 1953. Đó là hai nhân vật Sir Edmund Hillary, người New Zealand, và hướng dẫn viên leo núi Sherpa, người Nepal, Tenzing Norgay. Thành tích của họ cho tới hôm nay vẫn là nguồn động lực cho hàng ngàn người háo hức muốn đặt chân lên nóc nhà thế giới. Theo thống kê, kể từ năm 1953, hơn 6.000 người leo núi đã lên được đỉnh Everest, cao 8.849m so với mực nước biển. Rất nhiều thứ đã thay đổi. Trước đây chỉ có một vài cuộc thám hiểm. Ngày nay hàng năm có rất nhiều. Hoạt động leo núi giúp cải thiện cuộc sống ở đây. Trong mùa leo núi 2023, 478 giấy phép đã được cấp. Với hầu hết những người leo núi ngoại quốc đều cần có Sherpa, người hướng dẫn leo núi. Hơn 900 người có khả năng lên đến đỉnh, một kỷ lục. Các hướng dẫn viên leo núi Sherpa trước đây không được đào tạo, họ tự học chính từ công việc. Ngày nay thì khác, các Sherpa được đào tạo và thậm chí có thể tự mình kiểm tra thời tiết. Việc đi lên đỉnh Everest trở thành sản phẩm hàng đầu của các cơ quan tổ chức thám hiểm, mang lại doanh thu cho chính phủ. Cơ quan này áp giấy phép leo núi đối với những người nước ngoài với giá 11.000 đô la. Hiện tại, gần 30% diện tích Tây Ban Nha đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán khẩn cấp hoặc ở mức báo động. Các nhà máy khử muối tại Tây Ban Nha, đặc biệt là tại Barcelona, đã được huy động hết công suất để lọc nước biển, đảm bảo nguồn nước cho hơn 5 triệu người. Hiện nước tại các hồ chứa lưu vực phía bắc sông Catalunya chỉ có công suất 25%. Các cơ quan cung cấp nước dự báo rằng nguồn nước ở vùng đông bắc Catalunya sẽ giảm 18% trước năm 2050. Với nguồn nước biển sôi sào, chính quyền nhiều nơi, trong đó có thành phố Barcelona, đã tận dụng nguồn tài nguyên này để xử lý và cung cấp nước ngọt cho người dân. Tây Ban Nha có khoảng 800 nhà máy khử muối có thể sản xuất 5 triệu lít nước mỗi ngày. Tính riêng về nước uống, công suất này sẽ làm dịu cơn khát của 34 triệu người, hơn 70% dân số Tây Ban Nha. Như một phần của gói ứng phó hạn hán trị giá 2,2 tỷ euro, chính phủ Tây Ban Nha cho biết họ sẽ dành ra hơn 400 triệu euro để mở rộng hai nhà máy khử muối tại Barcelona trong tuần này. Nhưng các chuyên gia cảnh báo, công nghệ này rất tốn kém và các nguồn nước khác cũng cần được phát triển.
Sau nhiều nỗ lực bảo tồn suốt 5 năm qua, loài chim Hermitus Honey Eater mang tính biểu tượng của bang Victoria, Australia đang dần rời xa khỏi bờ vực tuyệt chủng. Số lượng cá thể của loài chim này đang tăng nhanh và các nhà sinh thái học cho biết sắp tới họ đã sẵn sàng thả một lượng lớn loài chim này trở về với tự nhiên. Vào 10 năm trước, người ta thống kê chỉ có 60 cá thể chim ăn mật loài này trong tự nhiên, nhưng hiện nay số lượng cá thể đã tăng lên nhiều hơn gấp đôi số lượng đó. Trong năm nay, 30 cá thể chim khỏe mạnh cũng đã được thả về thiên nhiên và sắp tới sẽ còn nhiều cá thể khác. Đây là kết quả của dự án bảo tồn hợp tác với chính quyền bang Victoria và sở thú của bang. Hiện tại, sau khi đã thành công trong việc nhân giống, dự án sẽ tập trung vào mở rộng, đa dạng hóa môi trường sống tự nhiên của loài này. Nếu tất cả cá thể chim tập trung cùng một nơi, khi các trường hợp cháy rừng hay thời tiết khắc nghiệt xảy ra, chúng ta sẽ mất cả quần thể đó, như vậy rủi ro bảo tồn rất cao. Không chỉ có nỗ lực của giới chức trách, nhiều nhóm cộng đồng địa phương cũng đã chung tay cho dự án này, nhờ đó mà số lượng cá thể chim tăng khá ổn định. Những chú ngựa Lipizzan từ 8 quốc gia khác nhau đã cùng phi nước kiệu diễu hành hoặc thể hiện kỹ năng nhào lộn. Đó là không khí buổi lễ mừng trại ngựa giống Lipica của Slovenia được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể nhân loại của UNESCO. Đây là nơi sinh sống của hơn 400 con ngựa Lipizzan, được biết đến với những màn phi nước đại ấn tượng khi tập luyện, cùng với bộ lông trắng như tuyết. Trại ngựa Lipica nằm trên vùng núi cao của Slovenia, trong một khu vực bao quanh là rừng và những cánh đồng cỏ xanh rộng lớn. Nó cho phép đàn ngựa dành phần lớn thời gian trong ngày ở ngoài trời. Đây là những công vật phi thường và cách chúng được huấn luyện, cũng như trình độ kỹ thuật của những kỳ mã thật đáng kinh ngạc. Theo những người nuôi ngựa, chúng cũng như người, nhiều yếu tố bên ngoài kể cả thời tiết có thể ảnh hưởng đến chúng. Mỗi con ngựa đều có tính cách riêng. Ngựa Lipizzan có thể có tính mạnh mẽ, đôi khi nhút nhát nhưng lành tính. Ta phải nhận ra cái riêng của từng con ngựa để có thể luyện chúng theo tài năng của nó. Ngựa Lipizzan được biết đến với khả năng phi thường, điều hiếm thấy ở các giống ngựa khác. Vào năm 2018, Slovenia cùng với Áo và 6 quốc gia khác có nuôi ngựa Lipizzan đã bắt đầu quá trình hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO. Dù đã ra mắt hơn một tuần, nhưng một món mì ramen ở Đài Loan, Trung Quốc vẫn đang gây sốt với những người đam mê ẩm thực. Nguyên liệu chính của món này là một con bọ biển khổng lồ. Tiệm mì The Ramen Boy ở Đài Bắc, đảo Đài Loan đã thu hút hơn 100 vị khách khi đăng lên Facebook giới thiệu món mì ăn với bọ biển khổng lồ vào ngày 22 tháng 5. Cửa hàng gọi loài bọ biển này là nguyên liệu trong mơ mà họ đã tìm kiếm bấy lâu nay. Món mì đã thu hút được rất nhiều khách do vẻ ngoài dễ thương của nó. Về cách chế biến, chúng tôi chỉ đơn giản hấp chúng. Thịt bọ biển có vị kết hợp giữa cua và tôm hùm và kết cấu đặc nhưng vẫn có vị dai trong đó. Nhiều vị khách đến đây để thử món mì bọ biển vì nghĩ chúng rất hiếm. Tuy nhiên, chủ nhà hàng thì cho rằng không hoàn toàn như vậy. Một số chuyên gia lo ngại rằng việc đánh bắt bọ biển quá mức có thể gây ảnh hưởng xấu tới hệ sinh thái biển. Họ cũng cảnh báo về những rủi ro sức khỏe khi ăn loại sinh vật này bởi bọ biển có thể chứa độc tố hoặc kim loại nặng như thủy ngân. Tuy nhiên, những lời cảnh báo vẫn không làm giảm sức nóng của món mì khi khách hàng tại đây nói rằng rất vinh dự khi có cơ hội nếm thử món ăn này. Thủ đô Berlin của Đức cuối tuần qua ngập tràn màu sắc và âm thanh sôi động khi hàng ngàn người tề tụ để tham gia lễ hội Carnival các nền văn hóa 2023. Sự kiện được tổ chức sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Carnival các nền văn hóa được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996 và trở thành sự kiện thường niên mỗi dịp cuối tháng 5 đầu tháng 6. Trước dịch Covid-19, lễ hội thu hút khoảng 1 triệu lượt khách, biến nó trở thành một trong những sự kiện diễu hành lớn nhất nước Đức. Đúng như tên gọi, lễ hội trở thành không gian hội tụ các nền văn hóa khắp năm châu, từ những màn trình diễn hóa trang đậm chất Nam Mỹ cho đến những điệu nhảy Ấn Độ ấn tượng. Tất cả những nét đẹp văn hóa đều hội tụ tại bữa tiệc lớn này, tôi rất thích. Văn hóa kết nối những người nước ngoài như chúng tôi, những người xa quê hương. Lễ hội giúp chúng tôi tạm quên đi những khó khăn trong cuộc sống và tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này. Theo ban tổ chức, có khoảng 2.500 người tham gia trình diễn trên phố năm nay. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 29 tháng 5. Trong phần tin thể thao hôm nay, Jude Bellingham được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Bundesliga. Các tay vợt hạt giống ra quân thuận lợi trong ngày khởi tranh giải quần vợt Pháp mở rộng.
Chương trình 60 giây hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay phát sóng trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 18 giờ 30 phút. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.